Ngày 1 đến 29 tháng 7, Đại lễ Tán Hạ, ngày 3 tháng 7, Tiệc Vương Nữ Tôn Anh Tông Hoàng Hậu, ngày 6 tháng 7, Tiệc Đảng Nhật Cô Tư, ngày 7 tháng 7, Tiệc Đảng Nhật Ông Hoàng Bảy Bảo Hà, Lào Cai, ngày 12 tháng 7, Tiệc Quốc Mẫu Tuyên Quang ỷ La, ngày 13 tháng 7, Tiệc quan Triệu Tường Tống Sơn, Lào Cai, ngày 14 tháng 7, Tiệc Ông Hoàng Đôi Bảo Hà, ngày 17 tháng 7, Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà, Lào Cai, ngày 20 tháng 7, Tiệc Bà Chúa Kho, ngày 21 tháng 7, tiệc chầu bảy kim giao tiệc cô bảy kim giao, ngày 21 tháng 7, tiệc cô cả núi dùm, tuyên quang.